Khoa Nhà đất Tiền Giang xin thân chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Hiện tại thì hôm nay Khoa đang có mặt tại xã Tân Thới nha cô chú anh chị. Thì để gửi đến cô chú anh chị một cái miếng đất vườn thì chủ họ cũng đã cắt ra rồi ha. Tổng diện tích là 576 m². Với chiều ngang mặt tiền đường nè, đường này là đường công cộng, đường 4m, đan 3m, cô chú anh chị thấy rất là rộng ha. Đây ha, cắm cây nọc sẵn rồi, mốt là cắm mấy trụ ranh bê tông cho cô chú anh chị luôn ha. Từ vị trí nửa cái mương này nè, cặp vách mình có cái nhà luôn cô chú anh chị. Từ vị trí nửa cái mương này ha, chạy thẳng xuống là 21m. Ôm qua bên kia, tổng cái cung đường tiếp giáp đường đan mình là 32m ha. Cái cạnh dài nhất 21m, cạnh ngắn nhất đầu kia là 18m ha cô chú anh chị. Chút xíu Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình ra ngoài đầu đường tỉnh lộ 8BB. Khu này từ vị trí ra tới tỉnh lộ 8BB là 400m một đường thẳng thôi ha. Tổng khuôn viên cái miếng vườn của mình là 576 m². Đất cây lâu năm thì đối với mục đích là đất cây lâu năm thì cô chú anh chị mình đã có thể cất nhà tự do giao dịch mua bán rồi ha. Thì với chiều ngang này rộng rãi cho cô chú anh chị mình cắt được 2-3 lô. Ví dụ như mình mua rồi mình chia cho con cháu này nọ, mình cất 2-3 cái nhà trên đất vẫn được ha. Đây trụ ranh bên đây có trụ ranh hẳn hoi hết rồi cô chú anh chị, bản vẽ đo đạc cũng cắt sẵn rồi, thì cô chú anh chị mình mua bán là chuyển nhượng nhanh gọn cô chú anh chị luôn ha. Tổng diện tích là 576 m². Cái cạnh này là dài, cái cạnh dài này là 17 mét mấy, gần 18 mét thôi cô chú anh chị. Có cắm trụ ranh ở phần cuối luôn rồi kìa, đó thấy ha. Chạy ngang qua thì đầu đuôi tiếp giáp mặt đường là 32 mét, cái phần đuôi cũng vậy ha. Có cạnh bên kia thì ngay góc cua nó hơi dài, chiều dài hơn dài một xíu. Với cái chiều dài 17m thì cô chú anh chị mình đã cất nhà bình thường rồi ha. Cái đường này thì đường công cộng nhà nước cập nhật là đường 4m. Đường công cộng cập nhật trên sổ của mình luôn ha. Đường này không có hành lang lộ giới nha cô chú anh chị. Cho nên cô chú anh chị mình có thể cất nhà thì cũng gần sát mí lộ được ha. Thì mình được một cái clip, hai cái clip ha cô chú anh chị, ba cái clip. Thì vừa đang trên giường mình rất là sai trái luôn nè cô chú anh chị. Để coi. 1 2 3 4 5 khoảng đâu độ đó khoảng 30 gốc dừa ha. Với tầm khoảng 30 gốc dừa thì cô chú anh chị mình quê lại hàng tháng cũng cả triệu đồng rồi ha. Dừa cây nào cây nấy trái cũng rất là sai. Thì mình mọc được một cái loại rãnh mương, hai cái rãnh mương trong đất ha. Thì ở đây thì sát mí rạch luôn rồi. Đó, cô chú anh chị thấy cây cầu ha. Cây cầu đó là cái con rạch đó. Cô chú anh chị có thể lấy nước vô đất ha. Lấy nước vô thì rất là tươi tốt luôn. Thì chút xíu Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình ra đầu đường tỉnh lộ 8BB. Thì ở đây thì khu vực đa phần người ta trồng dừa, rất là mát mẻ luôn. Đó, nhà dân giáp ranh đất mình ha. Phía sau cũng có nhà dân luôn. Rồi cô chú anh chị mình theo chân Khoa để đi ra ngoài tỉnh lộ 8BB ha. Khoa xin nhắc lại cái thửa đất của mình là 450 triệu nha cô chú anh chị. Thì bao mọi thuế phí chuyển nhượng cho cô chú anh chị luôn. Đất vườn ha, 576 m², giá là 450 triệu, có thương lượng nhẹ bớt lọc cho anh em thiện chí luôn. Cô chú anh chị mình có thể mua cái lô này, mình lên thổ cư, mình phân lô ra cũng được ha. Thì 500 mấy chục m², cô chú anh chị có thể, nếu mà lên được thổ cư nhiều, cô chú anh chị mình có thể cắt ra được 5 lô để phân lô bán cũng được ha. Và cô anh chị mình chia cho con cháu. Nhà dân thì cô chú anh chị thấy khá là đông đúc luôn nè. Cách tỉnh lộ 8BB ước tính chừng 400m là hết đát ha. Tới luôn rồi nè, khá là gần luôn. Rồi cô chú anh chị mình ra tới tỉnh lộ 8BB, mình rẽ bên tay trái là mình đi về chợ ủy ban của xã Tân Thới. Cách chợ ủy ban tầm khoảng 1,5 km. Mình rẽ bên tay phải là mình đi về phà Bình Ninh, cách phà Bình Ninh khoảng 800m ha. Đây là đoạn đường tỉnh lộ 8BB. Thì cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đây tầm khoảng 65 đến 80 km ha. Tùy vị trí khu vực cô chú anh đang ở. Đường vào đất của mình ha, rộng vi vu. Đường này là đường Tân Phú, Tân Quý. Đường nối dài đường thông ha. Trọng tải thì cho phép 2,5 tấn, chiều cao thì 2,5 m ha. Xe tải, ví dụ như xe tải khoảng chừng 5 tấn cô chú anh chị mình vô được ha. Đây là đường công cộng cập nhật luôn nè. Đường 4m nè cô chú anh chị.
làm rộng 3 mét, đã trừ tâm lộ giới này nọ kia đầy đủ hết đó rồi. Rồi quan tâm cứ liên hệ bên khoa, số điện thoại là 0334474430 để khoa tư vấn thêm ha. Hoặc cô chú anh chị gọi thêm 0766450076 hoặc có xài Zalo nha cô chú anh chị. Rồi khoa kết thúc video ra, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.